Có một người con dâu thật là tuyệt vời luôn. Cái gì? Ơi, vừa ăn cắp vừa la làng luôn kìa. Cái gì mà ăn cắp? Rồi, bữa lấy con 5 triệu nói đi xăm môi mà con để ý nè 2-3 ngày rồi. Cái môi ngày thì màu này, ngày màu kia. Mà xăm môi cái gì mà xăm môi? Ủa làm sao vậy? Con hỏi mà nghe nói xăm môi mà. Sao? Này sao nữa? Nè mày ngồi xuống đây đi. Lấy 5 triệu tôi làm gì hôm nay? Tước hết đó là kiểu như là xin lỗi đi, không cảm đi không. Nè thấy không? Không? Mày, nè không dính nè. Ủa lấy tiền tôi mà. Không, em mua son. Chứ em không có đi xăm nữa. Cái son gì 5 triệu? Tại có 70 ngàn hà. Cái son có 70 ngàn thôi. 70? Bởi vậy mà 6 màu luôn đó. Mà còn được tặng một chai nước hoa. Vậy tiền kia đâu rồi? Tiền kia để làm gì? Em có trong nhà đó mà qua nay quên đưa anh. Tại tiền đó là em để em mua đồ Tết, mua quần áo, đồ này kia. Chứ giờ tìm được cho ngái rồi mẹ. Đây nè cái son nè. Trời đất cơ, 6 màu luôn nha. Mà còn được tặng thêm chai nước hoa nữa. VIP cực kỳ chưa. Trời mà có nói thiệt nè. Không có dính miếng luôn à. Hỏi tin được không? Bởi vậy luôn. Son lì, bởi vậy nè. Trời ơi, một ngày là em xài một màu là anh thấy là đúng luôn rồi đó. Đó, trời ơi, chân ái cuộc đời nè, thấy không? Có cây son nào mà vậy không mẹ? Mẹ giỡn tay con, mẹ thấy quyền bí chưa? Để hồi nữa con quay. Đúng rồi, để hồi con quay cái cây son cho mẹ coi. Mẹ không mê thôi luôn, trời ơi, coi nè. Có cây son nào mà vậy không? Không bao giờ có cây son nào mà vậy hết trơn nè. Mẹ giỡn cái cây son coi nè. Vậy mà đầu đi xăm môi có con mèo mà để tao mua. Nó kiếm cớ lấy tiền con á, giờ con hỏi lại cái nó bỏ trong nhà hồi vô kiếm không có là mệt á. À đó cơi, bởi vậy nhưng mà chứng tỏ là ngày nào anh cũng để ý em, là anh yêu em, anh mới để ý em chứ gì. Cười quá. Trời đất ơi. Giờ tôi vô tôi kiểm tra nè, không có tiền là tới không chuyện liền á. Không biết chị trơn mà mẹ, mẹ thấy không, con là một người con dâu tuyệt vời chứ làm sao mà kiểu như là làm sao mà vừa ăn cắp vừa la làng được. Con mua cái cây son này về con xài đúng không? Con tiết kiệm cho gia đình có 70 ngàn thôi, mình còn được kèm cho đứa qua mà xài y chang như là xăm môi luôn. Con son lên một cái chai nó dòm con quá trời dòm luôn. Mình phải hãnh diện chứ. Ai dòm?